Tiếp theo chúng ta sang cái bài số 2, đề số 7, tam giác bộ ba số Pythagore với điều kiện là ba số gọi là Pythagore nguyên tố. Vậy thì đề bài tóm tắt lại như sau: đề bài cho n và dãy A1, A2, An. Bây giờ người ta chọn ra ba phần tử AI, AJ, AK sao cho nó thỏa mãn là một tam giác Pythagore nguyên tố, tức là nó là một tam giác Pythagore, và thứ hai các cạnh AB, AC và BC là có độ dài AB, AC và BC là các số cặp số nguyên tố cùng nhau. Vậy thì bài toán nó quy về bài toán cơ bản, bài tập mảng một chiều. Cho một cái n và dãy A1, A2, An, hãy chọn ra ba phần tử thỏa mãn điều kiện. Vậy thì với cái bài toán này thì đề bảo như thế nào, chúng ta làm như thế. Đây là một bài toán khá dễ và chúng ta có thể tổ chức cái bài toán theo đề bảo như thế nào làm như thế đấy. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định bài toán. Đề cho cái gì? Đã có input. Đề bài toán là nhập n và cái dãy AI. Output của bài toán là gì? Người ta yêu cầu là đưa ra số lượng bộ số IJK. IJK khác nhau đôi 1. Sao cho là một số lượng, chữ lượng thầy gọi sai, chờ thầy một giây. Thỏa mãn là tam giác Pythagore. Chữ G ghi nào nhỉ? Pythagore R2. Vậy thì nguyên tố, nó phải thêm chữ nguyên tố. Chữ nguyên tố đây là nguyên tố cùng nhau chứ không phải là hạ bun nguyên tố nhé. Vậy thì với cái bài toán này thật là dễ dàng. Nói thì thế thôi, ta có code khoảng 3 phút là xong. Thì thuật toán này ta chạy bằng phương pháp chạy bằng cơm trước. Ta có thuật toán một ông Thiện vừa thấy rơi 1.000 bay thôi. Thì ta có bước 1, ta sẽ thực hiện nhập n vào cái dãy AI. Bước 2, ta nhận thấy rằng để các bộ số 3, 4, 5 hay 3, 5, 4 được xem là một cách chọn thì ta cần sắp xếp dãy tăng dần. Ở trong đề bài này thì số nguyên dương thêm chữ phân biệt nữa để tránh nó giải quyết cho nên. Rồi vậy thì tới đây thì chúng ta giải quyết thật là nhẹ nhàng, bởi vì khi đó thì công việc của chúng ta, ta sẽ thực hiện sort mảng A có n phần tử thành một dãy tăng dần. Sau khi sắp xếp dãy A thành một dãy tăng dần xong thì các bạn sang bước thứ 3. Ở bước thứ 3 chúng ta sẽ thực hiện công việc y trở từ 1 tới đâu Nhật Minh? N chữ 2. Giật di chạy từ đâu Nhật Minh? Y cộng 1 cho tới đâu? Ta phó đuổi nhau này để đảm bảo ta không chọn 3 thằng IJK cùng một chỗ. Và do dãy số đã sắp xếp dần dần nên thằng A là bằng 3, thằng B bằng 4 thì thằng C bằng 5, thằng C luôn lớn hơn thằng A, thằng B. Do đó số lượng cặp để kiểm tra tính tam giác nó sẽ giảm đi. Đúng không? Bây giờ thì ta lại duyệt tiếp thằng K là từ đâu Nhật Minh? J cộng 1 cho tới N. Khi đó ta sẽ thực hiện tổ chức một hàm kiểm tra thằng IJK có thỏa mãn điều kiện hay không. Nếu thỏa mãn điều kiện, người ta yêu cầu là số lượng, vậy thì ta tăng biến đếm lên. Ngọc Anh thấy có làm như thế ổn không? Đúng không? Bài trên dễ hơn bài này. Bài 1 đề 7 dễ hơn nhiều. Bài 1 trước đây ta đã từng làm trong phần cấu trúc tuần tự rồi. Cái đề đầu tiên trong bài bài của... đấy
Mà sao cái số lớp này hay được ăn nhỉ? Thầy nhớ là cứ đến ý bố để ra con, ra con phải đưa trước cho bố chứ. Ủa, công chúa của bố khá khéo ghê. Rồi cái tiếp thì ta sẽ thực hiện đưa ra. Bây giờ cái khó khăn nhất của chúng ta là đang cần tổ chức ra một cái hàm kiểm tra, đúng không? Tổ chức hàm kiểm tra xem cái bộ ba số IJK IJK có là chỉ số của ba phần tử có giá trị có chứ là bộ ba cạnh tam giác Pythagore và thằng A thằng AI phẩy AJ phẩy thằng AJ phẩy AK phẩy thằng AK và thằng AI bộ các bộ số này lần lượt là nguyên tố cùng nhau. Các bạn tổ chức được cái hàm này không? Đấy, nó thỏa mãn. Thứ nhất, nó phải là một tam giác vuông. Và thứ hai, nó bộ các số này đều là... Vậy thì ta nhảy sang code block code cho nó dễ nhìn nhé. Thì nó là tam giác vuông bởi vì ABC đã được sắp xếp tăng dần rồi. Thì AI bình cộng AJ bình bằng AK bình. Nó là tam giác vuông. Được chưa? Ước chung lớn nhất của nó bằng 1 thì nó là nguyên tố cùng nhau. Đúng rồi. A, B, A, C và B, C. Nào. Bài 2 thì bài 2 thì 13 trang. Đúng không? Cái gì nhỉ? Nào, ta quay trở lại cái bài toán này. Ông Nhật Minh ông trải nghiệm nhai vị ngon rồi, ông vù vát hết ngay một cốc tôi chịu rồi. Má miếng phồng viếc lên này. Hôm nay là ngày 15 tháng à 11 tháng 5 2024 và ông Minh đang nhai nhồm nhoàm. Nhai và cảm nhận vị ngon của nó. Rồi, tiếp tục nhá. Ông bảo chưa ăn đâu nhá. À, bây giờ thì ta có thể thêm các cái nhánh cận nào? Có ai đề xuất cho thầy một cái nhánh cận để thầy thoát luôn? Rồi, nếu thằng AI cộng AJ lớn hơn thằng AK và nó đầu tiên nó phải là tam giác đấy chứ. Đây, đây thầy đang làm đấy, tí nữa thầy phủ định nó là cái là xong mà. Được không? Nếu AI cộng AJ lớn hơn K, AI cộng AK lớn hơn AJ và AJ cộng AK. Chú bảo thế chỗ này hợp lý không? Đây là kiểm tra xem nó có là tam giác hay không. Vậy nếu nó là tam giác thì bây giờ thầy mới thực hiện cái công việc. Công việc của chúng ta là nếu nào chậu bầu
Tiếp đến nó phải là tam giác vuông. Tam giác vuông do thằng tam giác mảng A này đã được sắp xếp thành một dãy tăng, nên thằng A bởi AI bình cộng AJ bình nó sẽ bằng AK bình. Đấy, nếu thằng AI bình cộng thằng AJ bình mà bằng thằng AK bình. Đứa này con đóng cửa được chưa? À, chị bảo ạ, chị đây đóng cửa. Nhà đây đóng cửa bên này. Thì khi nó cái chỗ này nó là ba cạnh của tam giác, chỗ này nó thỏa mãn là tam giác vuông. Như vậy thì tới thời điểm này nó đã thỏa mãn được hai điều kiện, nó là tam giác Pythagore. Và cái điều kiện chúng ta đang cần kiểm tra kế tiếp nữa là nó có nguyên tố hay không, nguyên tố cùng nhau hay không. Nào, hai số U và V nguyên tố cùng nhau khi nào Nguyễn Minh? Hai số cùng nguyên tố là U và V nguyên tố cùng nhau khi nào? Hai số là nguyên tố cùng nhau. Đọc đề đi. Vậy thì ta nhận thấy rằng là nếu ở đây ta sử dụng hàm GCD của thằng AI với thằng AJ mà bằng 1, và tương tự như vậy sau cái này cho mẹ. Cảm ơn con gái, con này cho con Tuân nhớ. Nhà đây đóng cửa em. Tập trung. AI, AK và AK, AJ mà đều bằng 1, thì điều đó chứng tỏ rằng ba cạnh của tam giác này nó thỏa mãn. Như vậy ở chỗ cái đoạn thầy đang ghi, 1 là nguyên tố là tam giác, 2 là tam giác vuông, 3 nguyên tố cùng nhau, thì khi đó nó đã thỏa mãn điều kiện. Vậy thì ta di thân chu ngược lại, ta di thân vô, được chưa? Ok chưa? Chỗ này thì ta cũng có thể ngược lại, ta di thân vô. Cái chỗ này ta bỏ hết cái di thân vô ở đây đi. Đấy, chỗ này ta bỏ mỗi để mỗi cái di thân vô ra ngoài. Mọi người quan sát chỗ này thì cốt rất hay nhé, thế bỏ đi được ba cái eo. Bởi vì sau khi thực hiện công việc này, nếu tới đây nó mà return true được thì ok đúng không? Nếu mà nó không return true được thì chứng tỏ cái vòng câu lệnh if này chạy xong. Và câu lệnh if này chạy xong thì cái ta thu được mà nó không bị return true lần nào thì chứng tỏ nó không thỏa mãn. Vậy thì ta return true ở đây. Hả? Bằng nhau. Nhưng mà clip ta cần vẫn cần phải cốt. Cũng bảo đóng cửa mà không bảo. Hoàn toàn dùng được bằng Euclid. Vậy tới đây thầy đã tổ chức ra được một cái hàm đi kiểm tra xem bộ chỉ số EZK có chọn ra được 3 phần tử là một tam giác, là một tam giác vuông và có cạnh thỏa mãn là tam giác Pythagore nguyên tố. Được chưa? Cứ đại hóa là cho, cứ đại hóa là để cho kết quả tốt nhất, cứ tiểu hóa cho kết quả bé nhất. Rồi như vậy với cái hàm như trên thì ta nhận thấy rằng hóa ra đây là bài tập câu lệnh dễ nhánh, đúng không? Tư tưởng rất rõ ràng và thấy rằng cái bài tập này ta for 3 vòng để chọn ra các phần tử. À, trên thực tế thì mình không nhất thiết phải for được 3 for. Bởi vì rõ ràng khi mà mình for y for z dãy này là phân biệt thì ta có thể tìm kiếm nhị phân trên phần còn lại có tồn tại thằng AK mà giá trị A bình, AI bình cộng AJ bình bằng AK bình hay không. Nếu tồn tại vị trí đấy thì ta return về vị trí. Còn và khi đó ta quay về ta kiểm tra xem cái vị trí gần đó nó có thỏa mãn là tam giác hay không. Vậy thì tới đây thầy hướng dẫn luôn cách thứ hai nhé.
Vừa rồi Thiện nói ra thì ta có mấy cái thuật toán hai. Nếu mà dùng cái kia mà có cái là 543 thì nó không nhận. Đây, mình sót rồi, nó đã chạy thành là 345 rồi. Đấy, lợi thế của thằng sót, nhấn lên. Lợi thế của thằng sót là đã tạo ra một cái dãy số đã tăng dần nên việc chọn. Đấy. Ta nhận xét là vì dãy AI phân biệt. Vì dãy này phân biệt. Nên ta có thể nên khi chọn cái thằng AI, ta chọn thằng AJ thì ta tìm AK trong phần còn lại của dãy số. Đấy. Vậy thì ở đây thì ta có thể sử dụng ngay cái hàm tìm kiếm nhị phân, thủ tục tìm kiếm nhị phân, hoặc sử dụng thằng binary search để trả về. Tốt nhất ta tổ chức hàm tìm kiếm nhị phân đi. Vậy thì hàm công việc của chúng ta đây, bước đầu tiên sẽ tổ chức cái hàm tìm kiếm nhị phân. Được chưa? Vậy thì thầy có bool tìm kiếm nhị phân một cái giá trị u nào đó từ vị trí l cho tới vị trí r, kết quả trả về giá trị true false. Được chưa? Trong dãy số nếu có thì trả về vị trí, vậy thì thầy không phải trả về bool nữa mà thầy trả về int. Hàm tìm kiếm nhị phân này các bạn tổ chức được chưa? Mạnh tổ chức được chưa? Rồi. Như vậy thì đây ta sẽ thực hiện lại cái giải thuật như trên. Bước đầu tiên thì ta vẫn thực hiện nhập dữ liệu, bước thứ hai ta sort, bước thứ ba ta for hai vòng. Chỗ này ta thực hiện như sau. Ta không for k nữa bởi vì for i for j rồi. Thì bây giờ thầy gắn q thì bằng là tìm kiếm nhị phân cái thằng a. Từ vị trí thứ j cộng 1 cho đến vị trí thứ n. Đấy. Nếu thằng q lớn hơn không thì ở trong cái giải thuật tìm kiếm nhị phân ta cần cải tiến lên là cái chỗ điều kiện ấy, nếu a giữa bình phương mà bằng giá trị u là bằng giá trị x. Nếu a giữa bình phương bằng giá trị x thì ta return thằng giữa nhé. Ok không? Được không Ngọc Anh? Nếu a giữa bình phương mà bằng giá trị x thì chứng tỏ giữa là vị trí cần tìm thì mình return thằng giữa nhé. Nếu q lớn hơn không thì chứng tỏ thì ấy, thì ta kiểm tra ra là i j k q này có bằng true hay không. Nếu nó bằng true thì ta return true, ngược lại return false. Được chưa? Có ai gặp khó khăn chỗ này không? Tí nữa trả lời. Khó khăn không? Rồi, như vậy thì so với cái giải thuật tìm kiếm bình phương, tìm kiếm nhị phân bình thường thì bình thường mình có nếu a giữa bằng x thì return giữa, thì bây giờ ta cải tiến thành a giữa nhân a giữa mà bằng x thì ta return x nhé. Ok không? Đấy, thực hiện xong công việc trên ta thu được nhẹ. Ê, con ơi, gập nó xuống không, kéo vào thả nó lên đi. Rồi, như vậy thì bây giờ ta đã giải quyết xong được bài số 2, bài bổ số Pythagore. Và với cái bài toán này là chủ đề về bài toán tìm kiếm nhị phân và sắp xếp. Và khi đó các bạn hoàn toàn có thể tổ chức được bài toán một cách rõ ràng. Ta có thể làm theo cách 1, theo cách 2. Cách 2 thì độ phức tạp là ôn n bình, n bình nhân log n. Còn cách 1 thì nó chỉ là ôn n mũ 3. Nó gần bằng n mũ 3. Và n bình nhân log n thì nó chạy được khoảng tầm 300. Thế được rồi. Không, nó là tầm 3.000. N bình log n tầm 1.000. Đấy. Vậy thì giới hạn bài này ta có thể giảm xuống khoảng tầm 1.000. Rồi, trên đây là cái bài toán của chúng ta. Rồi, chúc các bạn cài đặt thành công bài số 2 để số 7 nhé. Các bạn có thể xem lại thuật toán.
giải thuật tìm kiếm nhị phân. Cuối được một điểm đúng không? Chúc bạn thành công.